Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào bài học mới, mình sẽ có một bài toán khởi động như sau. Trong khoa học thì người ta thường dùng lũy thừa để ghi các số nè, có thể rất là lớn hoặc là rất là bé. Chẳng hạn bảng dưới đây cho ta một số ví dụ về cách ghi độ dài. Cột đầu tiên, đây là độ dài, đơn vị là mét. Cột thứ hai là ghi bằng lũy thừa. Và cột thứ ba là ghi bằng đơn vị. Về độ dài, ở đây là 1 tỷ. 1 tỷ thì ghi được ghi bằng lũy thừa là 10 mũ 9. Tức là tụi con nhìn thấy là sau số 1 mình có 9 chữ số 0 thì đây là mũ 9. Và được ghi bằng đơn vị đó là 1 gigamet. Với độ dài là 1 triệu thì được ghi bằng lũy thừa là 10 mũ 6. Thì sau số 1 là ta thấy sẽ có 6 số 0. Và ghi bằng đơn vị là 1 megamet. Độ dài là 1000m thì được ghi bằng lũy thừa là 10 mũ 3. Và ghi bằng đơn vị là 1 km. Độ dài là 0,001. Chúng ta thấy là ở chữ số 1 sẽ có 3 chữ số 0, tức là ở đây sẽ là 10 mũ trừ 3. Được ghi bằng lũy thừa 10 mũ trừ 3. Và ghi bằng đơn vị là 1 mm. Tương tự độ dài là 0,00001, tức là ở trước số 1 chúng ta có 6 số 0 và được ghi bằng lũy thừa là 10 mũ trừ 6, đơn vị là 1 micromet. Độ dài là 0,00000001 và được ghi bằng lũy thừa là 10 mũ trừ 9, tức là trước số 1 có 9 chữ số 0 và được ghi bằng đơn vị là 1 nanomet. Cách ghi lũy thừa này sẽ giúp cho việc đọc số cũng như là các số lớn hay là rất là bé được ngắn gọn ha. Và ở đây ta sẽ phân tích một chút xíu. Ta thấy là 10 mũ trừ 3 nó sẽ bằng 0,001, mà 0,001 tức là 1/1000. 1/1000 tức là bằng 1/10 mũ 3. Tương tự, ta có 10 mũ trừ 6 cũng tương tự là bằng 0,00001 và bằng 1 chia cho 1 triệu. Đây là bằng 1 chia cho 10 mũ 6. Từ hai số này mình có thể dẫn đến một kết luận như sau. Tức là mình sẽ có là 10 mũ trừ n, đó chính là bằng 1/10 mũ n. Thì số này người ta được viết dưới dạng là lũy thừa. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài đầu tiên, đó là phép tính lũy thừa. Nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta có các phần sau. Phần 1 là đi tìm hiểu về lũy thừa với số mũ nguyên. Phần 2 là căn bậc n. Phần 3 là lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Phần 4 là lũy thừa với số mũ thực. Và phần 5 là tính chất của phép tính lũy thừa. Ta đi vào một nhỏ là lũy thừa với số mũ nguyên. Hoạt động đầu tiên, cô có bảng như sau. Dòng đầu tiên là n sẽ chạy từ 1 đến 7. Dòng thứ hai là một dãy số an. Thì ứng với n bằng 1 thì an sẽ bằng 16. Ứng với n bằng 2 thì an sẽ bằng 8, vân vân. Trên cái bảng thì dựa vào bảng mình hãy tìm quy luật của dãy số và tìm ba số hạng tiếp theo của nó. Thì ta thấy là gì? Quy luật đó là số hạng nó sẽ giảm dần. Mỗi số hạng nó sẽ giảm dần, tức là nó sẽ bằng nửa số hạng đứng kề trước nó. 16 thì bằng chia 2 sẽ được 8, 8 chia 2 được 4, 4 chia 2 được 2, vân vân. Và nếu viết các số hạng ở ba số hạng cuối thì ta sẽ được như sau. Ta thấy là gì? 16 cô sẽ phân tích thành là 2 mũ 4. 8 cô sẽ phân tích thành 2 mũ 3. 4 cô phân tích thành 2 mũ 2. Và 2 cô sẽ phân tích thành 2 mũ 1. Và tiếp theo, ứng với n bằng 5, cô sẽ phân tích thành là nó sẽ giảm. Ta thấy là gì?
bộ số mũ lũy thừa của 2 sẽ giảm là 4, 3, 2, 1 và tiếp theo là 2 mũ 0, 2 mũ trừ 1 và 2 mũ trừ 2. Đây, vậy lũy thừa với số mũ nguyên, mình từ đó mình sẽ có một kết luận như sau. Với số nguyên dương n với hệ số thực là a khác 0 thì ta luôn có là a mũ trừ n, nó chính bằng 1 phần a mũ n. Và ta có một chút ý, đó là a mũ 0 nó sẽ bằng 1 với m a thuộc R, điều kiện là a phải khác 0. 0 mũ 0 và 0 mũ trừ n sẽ không có nghĩa. Ta sang ví dụ tính các giá trị của biểu thức sau. Thì 2 mũ trừ 4 chính là bằng 1 phần 2 mũ 4, mà 2 mũ 4 là 1 phần 10, 16. 9 nhân với 3 mũ trừ 2 tất cả mũ, 3 phần 4 tất cả mũ trừ 2 thì nó sẽ bằng là, nếu trừ thì ta sẽ đưa xuống mẫu, tức là 1 chia cho 3 phần 4 mũ 2. Rồi, 1 chia 3 phần 4 tất cả mũ 2 thì nó sẽ bằng là 9 phần 16, 2 nghịch đảo lên thì nó sẽ bằng, tính toán ta được 16. Tương tự, 1 phần 2 tất cả mũ trừ 2 thì sẽ bằng là 1 chia cho 1 phần 2 tất cả mũ 2. Và căn bậc 3, căn bậc 2 của 3 đến bậc mũ 0 thì nó sẽ bằng 1. Và đáp án là bằng 4. Thực hành số 1 cũng tính các giá trị của biểu thức sau. Mũ trừ thì trừ 5 tất cả mũ trừ 1 chính là bằng 1 phần trừ 5 mũ 1, và bằng 1 phần trừ 5. 2 mũ 0 thì bằng 1, ta được tính toán là bằng 32. Tương tự, 6 mũ trừ 2 thì là 1 phần 6 bình nhân với 1 phần 3 tất cả mũ 3. Rồi chia cho 1 phần 2 bình phương, ta tính toán thu gọn, ta sẽ được kết quả là 3. Ta xem vận dụng số 1. Thì trong khoa học người ta thường phải ghi các số rất là lớn hoặc là bé để tránh phải viết hoặc là đếm quá nhiều chữ số 0. Người ta quy ước cách ghi các số dưới dạng là A nhân cho 10 mũ M. Trong đó A sẽ nằm trong khoảng là từ 1 đến 10. Vậy M là số nguyên. Khi một số được ghi dưới dạng này, ta nói nó được ghi dưới dạng ký hiệu khoa học. Chẳng hạn như khoảng cách là từ trái đất đến mặt trời được ghi dưới dạng là khoa học là 1,496 nhân 10^8 km. Đầu tiên cô sẽ phân tích 2 bằng căn bậc 3 của 2 tất cả mũ 3. Cô gom hai căn bậc 3 lại. 4 với 4 nó sẽ là mất ha. Thì sẽ ra là căn bậc 3 của 2. Thực hành số 2, chúng ta có 2 phút chúng ta thử tính thực hiện bài thực hành số 2 này nhé. Đây, ta thấy là căn bậc 4 của 1 phần 16 thì 16 cô sẽ phân tích là 2 mũ 4. À, căn bậc 4 của 2 mũ 4 sẽ bằng 2, ta được 1 phần 2. Tương tự, 2, 8, 8 cô sẽ phân tích thành là 2 mũ 3. 2 mũ 3, cô đưa số 2 ở ngoài vào thì chính là 2 mũ 6. 2 mũ 6, căn bậc 6 của 2 mũ 6 chính là 2. Cô đến câu C, cô sẽ gom hai cái căn bậc 4 lại, cô sẽ là bằng 4 của 3 nhân 27. 27 phân tích thành 3 mũ 3. 3 mà nhân với 3 mũ 3 chính là 3 mũ 4. Căn bậc 4 của 3 mũ 4 sẽ bằng 3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Cho cô sẽ cho hai biểu thức là căn bậc 6 của 2 mũ 4 và căn bậc 3 của 2 mũ 2 có giá trị bằng nhau hay không, giải thích. Ở đây ta thấy là gì? Hai số này sẽ có giá trị bằng nhau ha. Cô phân tích như sau. Cô sẽ mũ 6 cả hai. Cô thấy là căn bậc 6 có 2 mũ 4, tất cả mũ 6 chính là 2 mũ 4. Ở đây
Cô mũ 6 tất cả bậc 3 của 2 bình tất cả mũ 6 chính là bằng 6, rồi cô sẽ phân tích thành 3 nhân 2. 3 với 3 mất thì bằng 2 mũ 4 và bằng nhau. Câu B là chỉ ra ít nhất hai biểu thức khác nhau có giá trị bằng căn bậc 3 của hai bình phương. Câu B là chỉ ra ít nhất hai biểu thức khác nhau có giá trị bằng căn bậc 3 của hai bình phương. Các biểu thức dưới dạng là căn bậc 3k của 2 mũ 2k với k là số nguyên đều có giá trị là 3 của hai bình phương. Đây chẳng hạn. Từ đó mình sẽ có kết luận như sau. Cho số thực dương A và số hữu tỉ R, R sẽ bằng M chia N. Trong đó MN thuộc Z, N lớn hơn 0. Lý thừa A của A với số mũ R ký hiệu là A được xác định bởi công thức là A mũ R chứ bằng A mũ M chia N bằng căn bậc N của A mũ M. Tức là mẫu số chính là số bậc, còn tử số chính là số mũ. Từ đó mình sẽ làm bài ví dụ số 4. Viết các biểu thức, viết các giá trị lý thừa sau dưới dạng căn thức. Con thấy là mẫu số là còn tử số là vị thừa. 2 mũ 1 phần 3 chính là căn bậc 3 của 2 mũ 1. Trừ ở số mũ thì nó chính là nằm ở dưới mẫu. Vậy mẫu số là 3 tức là căn bậc 3 của 5 bình phương. Và bằng, ở đây sẽ bằng là 1 phần căn bậc 3 của 5 bình phương. Số 3. Các em thử tính trong vòng khoảng 2 phút. Chúng ta thấy là gì? 25 mũ 1 phần 2 tức là căn bậc 2 của 25, mà căn bậc 2 25 chính là 5. Trừ 1 phần 2 trừ chính là số này sẽ nằm ở dưới mẫu số 1 phần 2 tức là căn bậc 2 và là 1 chia cho căn bậc 2 của 36 phần 49 và bằng 5, tức là 3 phần 2. 3 phần 2 mẫu số là 2, vậy là căn bậc 2 của 100 cô phân tích là 10 bình phương à, căn bậc 2 của 10 bình phương tức căn bậc 3. Và cô sẽ giao khoán 2 với 3 lại, cô sẽ ra được là 10 mũ 3 bằng 1.000. Số 4. Tương tự, căn bậc 2 của 2 mũ 3 chính là 2 mũ 3 phần 2. Căn bậc 5 của 1 phần 27 chính là 1 phần 27 tất cả mũ 1 phần 5, mà 27 cũng phải tới là 3 mũ 3. Vậy sẽ bằng 1 phần 3 mũ 3 chính là 3 mũ trừ 3 và bằng 3 mũ 3 phần 5. Tương tự, ở đây chính là bằng A mũ 4 phần phần 5. Phần 4 nhỏ lũy thừa với số mũ thực. Ở đây ta biết rằng là căn bậc 2 khi ta bấm máy tính sẽ ra được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Đây, và cũng có thể coi căn bậc 2 là giới hạn của dãy số hữu tỉ. Và tiếp theo sau đây ta sẽ lập dãy số các số hữu tỉ như sau. Ta sẽ sử dụng máy tính cầm tay hại tính số hạng thứ 6 và số 7 thì dễ dàng ta tính được ha. Đó là số 6 là 4,7288,0146 vân vân. Và từ những số hạng này ta có thể dự đoán rằng đây là dãy tăng. Và có thể dự đoán rằng dãy số này sẽ có giới hạn. Và giới hạn của chúng sẽ tiến tới bằng 5. Từ đó ta có kết luận như sau. A mũ alpha bằng lim khi n tiến tới cộng vô cùng của A mũ rn với alpha là bằng giới hạn của rn khi n tiến tới cộng vô cùng. Điều số 5. Sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị của lũy thừa sau làm tròn đến chữ số thập phân thứ 6. Và cô sẽ hướng dẫn các em tính các lũy thừa này bằng máy tính cầm tay.
Đối với hai mũ căn bậc 2 của 3 thì ta sẽ bấm như sau. Số 2 x mũ và dấu căn bậc 3 dấu bằng. Đây là khá là dễ dàng phải mà. Rồi tương tự là 1/2 tất cả mũ trừ căn 2, thì đầu tiên ta sẽ bấm dấu ngoặc 1/2 x mũ trừ căn 2. Tương tự chúng ta sẽ thực hành máy tính cầm tay và tính toán lũy thừa sau. Khá là dễ dàng ha, chúng ta sẽ có được là gần bằng 1,3141534. 10 mũ căn 3 là 53,957374 và 0,5 mũ trừ 2/3 chính gần bằng 1,587401. Ta xem phần 5 nhỏ là tính chất lũy thừa. Hoạt động khám phá thứ 5, ta sử dụng máy tính cầm tay và hoàn thành bảng sao vào vở. Từ kết quả ở câu A, chúng ta sẽ dự đoán tính chất của phép tính lũy thừa với số thực. Ở đây cô sẽ đưa ra về tính chất của phép tính lũy thừa luôn. Mình sẽ có những tính chất sau: A mũ alpha nhân A mũ beta thì bằng A mũ alpha cộng beta, tức là cùng cơ số ta sẽ lấy hai số mũ cộng lại, cùng cơ số chia nhau ta sẽ lấy hai số mũ trừ lại, và lũy thừa của lũy thừa chính là tích là nhân, và cùng lũy thừa thì ta sẽ lấy đưa lũy thừa vào bên trong cơ số là A mũ alpha nhân B mũ alpha. Tương tự phép chia cũng thế, áp dụng tính chất ta sẽ làm bài ví dụ số 6. Ở đây mình sẽ có hai cách để biến đổi, ta có thể biến đổi khai triển từ trong ra bên ngoài hoặc là biến đổi từ ngoài vào trong. Ở đây cô sẽ biến đổi từ ngoài vào trong, tức là đầu tiên cô sẽ khai triển cái căn bậc 3 là bằng 1/3. A thì căn bậc 2 của A chính là A mũ 1/2. Cô lấy A tức là A mũ 1 cộng với 1/2, tất cả 1/3, tính toán thu được là A mũ 1/2. Câu B cũng thế. Đầu tiên A căn bậc 3 của A chính là bằng A mũ 1/3. Ở đây là bằng 1 phần A mũ 3/4 chia cho 1 phần A mũ 1/6. Rồi, nếu mà tích là ta sẽ cộng lại, còn chia là ta sẽ trừ. Và tính toán thu gọn là A mũ trừ 1/4. Ví dụ số 7, rút gọn A. Ta thấy là gì? Đối với phép tính lũy thừa thì mình sẽ đưa về cùng cơ số hoặc là cùng số mũ. Ta thấy số mũ ở đây là không giống nhau, vì thế cô sẽ đưa về cùng cơ số. Cô thấy là 6, mình sẽ phân tích thành là 2 x 3. Lúc này cô sẽ đưa số mũ vào bên trong. Và 3, ở dưới mẫu 3 mũ 3 cộng căn 5, cô sẽ phân tích thành là 3 mũ trừ 3 trừ căn 5. Đến đây cô sẽ gom cơ số 2 và cơ số 3 lại, tích thì đem tổng lại số mũ 3, cơ số 3 cũng thế, tổng lại cuối cùng cô sẽ được là 8/3. Bài thực hành số 6, viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa. Ở đây câu A là tích, ta là cộng số mũ, còn chia là trừ, ta sẽ được là A mũ 3/2. Cô sẽ khai triển câu B là từ trong ra bên ngoài. Đầu tiên cô giữ căn bậc là căn bậc 2 của A chính là A mũ 1/2. Cô cộng hai số mũ lại với nhau, tất cả căn bậc 2 tức là A mũ 1/2.
Rồi lấy âm 1/2 mà nhân âm 1/2 là âm bằng âm mũ. Âm 1, căn bằng 2 của âm 1 chính là bằng âm mũ 1/2. Bài thực hành số 7. Ta cùng phân tích. Đầu tiên cô sẽ đưa hằng số chính ra bên ngoài. Sau đó cô sẽ đưa số mũ vào bên trong gom hai cơ số y lại với nhau. Cô được như sau. Chính đưa bên ngoài căn 2 nhân căn 2 y mũ căn 2. Còn chính mũ trừ căn 2 cô giữ nguyên. Sau đó căn 2 nhân căn 2 là ra 2. Chính mũ căn 2 nhân với y mũ căn 2 nhân với y mũ trừ căn 2 thì trừ lại với nhau là 0. Cuối cùng là ra chính mũ 9 nhân với x bình. Bài vận dụng số 2. Tại một vùng biển, giả sử cường độ ánh sáng y thay đổi theo độ sâu, công thức là y bằng y0 nhân với 10 mũ trừ 0,3d. Trong đó d là độ sâu, tính bằng mét so với mặt hồ. Y0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ. Câu A, tại độ sâu 1 mét thì cường độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần y0? Câu B là cường độ ánh sáng tại độ sâu 2 mét thì gấp bao nhiêu lần so với tại độ sâu 10 mét? Làm tròn đáp án đến hai số chữ số thập phân. Độ sâu 1 mét thì đề bài sẽ cho là D bằng 1. Ha. Ta thay vào công thức để ta xem coi cường độ ánh sáng sẽ gấp bao nhiêu lần y0. Tương tự, câu B, tại độ sâu là D bằng 2 và D bằng 10, ta sẽ lập tỷ số tại 2 và 10, xem coi sẽ có được kết quả như thế nào. Tại y bằng 1 thì ta có là y0 nhân với 10 mũ trừ 0,3. Ta thấy là sẽ gấp 10 mũ trừ 0,3 lần y0. Câu B, ta có y0 tại y tại 2 và y tại 10 thì sẽ bằng là thay vào công thức là d bằng 2 d bằng 10 và ta sẽ được là 10 mũ trừ 10 mũ 0,3 nhân với 10 trừ 2 và bằng 10 mũ 2,4, sẽ gần bằng là 251,19 lần. Ta sẽ luyện tập. Chúng ta sẽ câu làm một số bài tập trắc nghiệm như sau. Tính giá trị của biểu thức và kết quả là rút gọn biểu thức này. Ta thử tính toán xem. Ta sẽ chọn đáp án là x thì là hai số thực mà n là số thực tùy ý, đẳng thức nào sau đây sẽ sai? Nhớ là sai. Và đáp án là trị của biểu thức này sẽ bằng 81. Câu số 5, rút gọn biểu thức B ta sẽ thu được là trừ B. Hướng dẫn ôn tập. Thì đầu tiên các em sẽ ôn lại các kiến thức đã học trong bài video này. Hai là hoàn thành các bài tập trong sách bài tập. Và ba là chuẩn bị trước bài 2 phép tính logic. Bài giảng đến đây kết thúc. Cảm ơn các em lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.